Trong video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thay bóng đèn của đèn con rơi, đèn diệt muỗi con rơi. Các bạn lưu ý là không vặn 4 nút dưới chân này nhá. Lần trước tôi đã sai lầm và vặn 4 nút dưới chân và vặn 3 nút trên đầu. Tất cả các cái miếng sắt này với cái miếng nhựa này nó bong ra nên khi lắp vào rất khó, tương đối lằng nhằng. Sau đấy tôi mới phát hiện là có một cách rất đơn giản là người ta đã thiết kế đây rồi, do mình làm quá nhanh, mình không để ý. Chúng ta chỉ cần tháo hai con ốc vào đây. Đấy. Tháo hai con ốc ở đây ra thì nó sẽ có hai cái lẫy nhựa. Vặn hai cái nhẫy nữa, bật hai cái lẫy nhựa này ra thì nó có chỗ để thay đèn vào đây. Đấy, rất đơn giản. Đấy, hai cái lẫy nhựa ở đây. Vặn nhẹ tay nhá, cái này có vẻ mong manh đấy. Đây, mở cái lồng sắt này ra thì sẽ có thể lắp được đèn vào tương đối dễ dàng. Đây, cho bóng đèn vào đây. Đấy, rất dễ. Có lẽ lắp cái dưới này trước dễ hơn. Xem có lên không? Không lên, khả năng là lắp chưa chặt rồi. Rồi sáng rồi đấy, bật lên sáng rồi nhá. Các bạn hết sức cẩn thận là khi lắp cái bóng này mà thử bóng này ấy, là phải đi găng tay và họp bọc vào, bởi vì kể cả rút cái công tắc này ra lúc ấy tôi bị giật, nó vẫn tích điện ở trong cái sắt ở trong ấy, giật nhá. Hết sức lưu ý. Cái bóng này nó hơi chặt cho nên phải đi găng tay vào và ấn nhẹ nhẹ không nó vỡ bóng. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.